Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm mứt dừa. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta có 170g dừa và 170g đường. Bây giờ ta bắt đầu bật bếp lên. Mình để lửa nhỏ thôi. Nếu mình để lửa to này sẽ nó sẽ bị cháy. Và mình bỏ vào đây một chút xíu muối. Một chút xíu thôi. Và một chút vani. Bây giờ ta múc ra một ít để ta làm hai màu. Và đây là màu củ dền. Là nước củ dền. Đây là mứt của mình đã khô rồi. Mứt mình đã khô rồi. Bây giờ ta bắt đầu đi rang màu xanh. Ta đổ cái dừa còn lại vào đây. Và ta cho màu xanh vào. Ta bật bếp lên mà ta để lửa nhỏ thôi đó, mình để lửa nhỏ thôi, nếu mình mà để lửa to nó dễ cháy lắm.
giờ mình để lửa thật là nhỏ. Các bạn và các cháu nhớ là mình để lửa thật nhỏ, chứ mình để lửa to là nó dễ bị cháy lắm. Và ta cái cạo phát cái đáy chảo như vậy. Nó ta cạo phát đáy chảo như vậy để cho đường nó không bị cháy. Rượu của ta sắp sửa khô rồi. Cái dừa này mình mua ở ngoài chợ, họ bào sẵn cho mình. Mình mua 10.170g và ta cũng cho vô 170g đường. Và cái dừa này mình không nên mua dừa già quá, nếu mua dừa già quá ăn nó dễ bị sát. Nó phải lửa thật nhỏ thôi. Nếu mà ta mà để lửa to là mứt dễ bị cháy. Là mứt của mình đã khô rồi. Mình chỉ cần đảo một xíu nữa là được thôi. Bây giờ mứt của ta được là ta tắt bếp. Mình làm mứt xong mình để cho nguội rồi mình hãng đỏ, bỏ bịch ni lông hay là bỏ vào trong cái hũ. Chứ mình mà còn nóng mình bỏ vào hũ nó sẽ chảy nước. Đây là mứt dừa mình đã làm xong. Mình mua 10.000 dừa, 170g và 170g đường. Đây là mình đã làm xong. Và mình tiện đây mình cũng xin chia sẻ với các bạn là các bạn có muốn nhắn tin hỏi mình cái gì, và các cháu có muốn hỏi cô cái gì thì các cháu phải đánh bàn phím có dấu đàng hoàng. Chứ nếu mà các bạn và các cháu đánh không có dấu thì mình nhận ra khó lắm, mình đọc khó lắm. Và những cái lời nhắn mình trả lời thì mình có thể sẽ trả lời vào video sau. Tại vì mình không có thời gian để trả lời các bạn, vì mình nhiều việc lắm, không thời gian để đánh bàn phím. Cho nên là có thể là mình sẽ trả lời vào video sau. Còn cái gì cần thiết lắm thì mình mới trả lời các bạn và các cháu thôi. Có một cháu hay một bạn gì đó hỏi mình rằng tàu hũ nước đường không có đường nho được không? Tàu hũ là phải có đường nho, không có đường nho là không thể đông được. Chỉ là đường nho hay là thạch cao, mà không có thạch cao thì xài đường nho, chứ còn không có đường nho thì không thành tàu hũ được. Còn cho chanh cho giấm thì mình không có làm, cho mình không có biết. Và tàu hũ nó cũng khó đông lắm. Các bạn và các cháu nhớ là khi mình đun một cái nồi nước sôi cho thật nóng lên, mình đổ nước sôi đi, mình lấy cái nồi vẫn còn bốc hơi mình làm đậu hũ thì nó dễ đông. Và đậu hũ thì ta làm đậu hũ ta không nên để quạt, không để quạt và không để máy lạnh. Tại vì đậu hũ nó cầm cái không khí nóng giống như bánh bò vậy. Mà nếu mà ta để quạt thì có thể nó sẽ mất hơi nhiệt, mất nhiệt, nó không đông được. Nó giống như làm kem vậy. Làm kem mà để quạt thì nó sẽ bay hơi đi, nó không đông được. Và cũng có một cháu hay một bạn hỏi rằng không có cacao thì ta sử dụng bằng cái gì?
không có cacao thì ta có thể sử dụng cà phê hay là Milo. Và làm rau câu thì mình không có cacao thì mình có thể thay thế bằng màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng cũng được, không cần phải cacao. Nếu có cà phê cũng được, mà không có cà phê thì mình xài Milo, mà không có Milo thì mình cứ xài màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, tùy mình thích, không cần phải có cacao. Và trong phần làm kem tự chế thì có cháu hỏi cô rằng cháu không có bột năng thì làm sao. Mình không có bột năng thì mình có thể thay thế bằng bằng bột gạo cũng được. Và có một một bạn hỏi mình là làm bánh bông lan tại sao nó lại ướt ở dưới phần đáy, là do cái lửa dưới nó yếu quá. Mình làm bánh bông lan thì mình không có để cái khay, mình để cái vỉ lưới thôi, mình để vỉ lưới thôi, mình không để khay. Để khay thì nó sẽ cách nhiệt, nó cái nhiệt của nó ít quá, nó sẽ bị sống ở dưới, và nó sống ở dưới thì là nó ướt, và là ướt là nó không chín, nó sẽ bị xẹp bánh. Và có một cháu hỏi rằng sữa chua thì sữa cái là sữa gì vậy cô? Sữa cái tức là cái hũ da ua mình ăn hàng ngày, mà cháu hỏi rằng không có sữa cái được không? Da ua mà không có sữa cái là không thể nào làm được, thì quan trọng của nó nhất là sữa cái, và hộp sữa cái nếu không chua cũng không làm được nữa. Sữa cái tức là hũ sữa chua mình ăn hàng ngày, và phải hũ cái phải chua chứ nếu không chua là không làm được. Và có một cháu hỏi rằng mình ủ hơn 8 tiếng được không cô? Mình ủ hơn 8 tiếng vẫn được, nhưng mà chỉ sợ là nó chua quá thôi, chứ còn ủ ít giờ hơn thì có thể là nó không chua, nhưng mà ủ hơn 8 tiếng nó có thể chua quá chứ không sao hết. Bây giờ thì ta ăn thử mứt dừa. Đây là mứt dừa, rất là ngon. Mình nhớ rằng mình làm mứt dừa mình phải để cho nguội, mình không bỏ trong hũ hay là mình bỏ trong bịch ni lông, chứ nếu mà còn nóng mà mình bỏ bịch ni lông thì nó sẽ bị chảy. Và mứt dừa thì mình lên để lửa thật nhỏ, chứ mình đừng có để lửa to. Nếu để lửa to là mứt dừa dễ bị cháy lắm. Và nếu trường hợp mà nó bị cháy rồi thì ta phải thay chảo khác, chứ nếu mà ta làm cái chảo đó thì nó sẽ cháy đen luôn. Vậy là ta đã thành công mứt dừa. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé.